Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Hạnh ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Đốc, tỉnh Bến Tre để qua giao lưu với cả nhà một số mặt hàng may giống may ghép nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho chị Hạnh nha. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ. Chào cô chú anh chị yêu thích may vàng gần xa ha. Thì hôm nay quay lại với kênh của Trọng thì vườn may của em lại tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị một số giống may ha. Dạ. Về để mình lấy bo làm giống hoặc là mình nuôi lại để mình chơi Tết 2025 ha. Dạ. Đầu clip hôm nay là giao lưu cái lô siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Siêu bông Sài Gòn này thì nó già mùa, này chị ghép cũng một mùa hơn ha. Rồi đây cả nhà mình tham khảo cái nha. Cái gốc này là vành cỡ 7-8 á. Dạ. Cỡ 7-8 á. Cái này thả nè, này chị thả rồi nè. Cái này về là mình lấy bo được rất là nhiều dạ. Luôn. Dạ. Còn nụ ôm trên thân luôn nè cả nhà. Đúng rồi, mình cái này già rồi, già mùa rồi. Dạ. Là chị đi để lấy bo, lấy dạ. Số bo, lấy rất là nhiều bo luôn ha. Như cái này lấy cũng mấy vài chục bo. Dạ. Này gốc nè. Đa dạng ha. Gốc bự bự luôn đó nha. Hả? Rồi mình ghép rồi, vô. Cao này chắc cũng khoảng 40 đổ lên không nha. Dạ. Cái này ghép hai bo cũng có, rồi một bo cũng có ha. Dạ. Rồi cái này là đây. Đế cũng có nữa ha. Dạ. Nói chung là tùy cô chú anh chị, dù chọn đế thì mình sẽ chọn đế cho cô chú anh chị mình ha. Dạ rồi. Còn bo nhiều thì mình lựa những cây mà nó có cái chột cao như thế này ha. Dạ. Mình lấy bo được rất nhiều. Cái này giao lưu là 250 một cặp ha. 250.000 một cặp đó nha. Đế bao cũng ship luôn ha. Dạ. Rồi hàng này thì cũng có đế kiểu như là đế tự nhiên hả chị? Dạ. Cái này về mình cắt mình lấy bo rồi là đôm lại rất là đẹp luôn á. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo ha. 250.000 một cặp nha cả nhà. Bên đây mình còn có dùng bao nhiêu cây chị? Cái này cũng khoảng chừng 6-70 cây em. Dạ, 6-70 cây hả cả nhà. Cái này tới là cúc thọ hương nè, cũng 250.000 một cặp luôn ha. Cúc vườn nè cả nhà ha, 250.000 một cặp luôn, đồng giá luôn cả nhà. Rồi. Cái này đế thì nó hơi to hơn cái lô siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Gốc này mình lấy khoảng chừng 9 đi. Dạ. 9 tới 10 ha. Mấy gốc nữa nha, nó bự còn ngón chân cá như gốc đó khoảng ngón chân. Này ghép 2 bo này cũng hơn thường của mình ha. Dạ. Rồi 250 một cặp luôn. Mình có thể mình lấy cây này cây kia đó nha, miễn là một cặp đó lên nhà vườn mình bao ship ha. Tiếp theo là cái lô siêu bông Bình Lợi ha. Dạ. Cái này thì mình ghép cái gốc bứng nè. Dạ rồi. Này thì ghép thì nó cũng có dính 2 bo hoặc là 1 bo cũng có ha. Dạ. Một bo thì cây nó cũng phát triển rất là mạnh ha. Dạ. Rồi đây, giờ kiểu như là mình lựa mã số hả chị? Đúng rồi, đây dạ. Bắt mã số hết cho dễ nè. Cái này là mã số 1 nè. Rồi, một cặp hết cả nhà. Một cặp gì là 350 nè. 350, như cây này là hai chọc nè cả nhà, còn cây này là một chọc nè, 350, còn cái hoành mình lấy cái gì sao chị? Hoành này chắc cũng khoảng từ 8 á. Dạ. Rồi, mã số 1 là 3. Dạ, mã số 1 là 350 nha cả nhà. Còn siêu bông mình loại nè ha. Đây này mã số 2 nè. Mình ghép vô góc vườn mình vô luôn cặp vậy cho dễ ha cả nhà ha. Cái này nói chung là bo nó khỏe rồi, nên là chị mới vô luôn hai chọc đây nè. Dạ. Rồi, nó khỏe khỏe rồi ha cái nhà ha. Mã số 2 nha, cũng đồng giá luôn ha sao chị? Đúng rồi, đồng giá vậy. Rồi, đồng giá luôn rồi nha. Cái này là mã số 3 nè. Rồi, mã số 3. Đây. Mã số 3 ha nha. Nói chung là đế nó cũng đa dạng ha, được có cái gốc nó to gì là cái bo nó cũng rất là khỏe nó phát triển ha. Rồi, mã này mã số 4 ha chị. Số 4 dạ, mã số 4, đồng giá hết nha cả nhà, 350.000 một cặp ha cả nhà. Rồi. Đó. Này là mã số 5. Cứ cây hai chọc với cây một chọc. Ví dụ cây này cái gốc nó hơi nhỏ hơn xíu nhưng mà cái cũ đế nè. Dạ, mã số 5 đây. Rồi, mã số 5 này cả nhà. Rồi. Có chỗ nào cả nhà mình tham khảo á, có mã số nào chưa kỹ thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn ha. Mã số 6 nè. Dạ, mã số 6 đây cả nhà. Rồi, mã số 6 đây ha. Rồi. Số điện thoại mình để góc trái bên đây có Zalo luôn nha. Nè. Rồi, mã số 7. Rồi, đế thì cũng góc vườn không cả nhà. Ví dụ như cái gốc nó hơi nhỏ nhưng mà củ đế nó to ha. Dạ. Rồi. Rồi, mã số 8 nha. Mã số 8 nha. Đây, bo của nó rất là khỏe luôn. Này là chị lựa những cái bo khỏe rồi chị mới giao lưu ha. Dạ, tại vì cái hàng này chủ yếu là mình lấy bo thôi cả nhà ha. Giống như góc vườn cho mạnh nè. Rồi, này có 8 mã ha. Rồi, 8 mã thì mỗi mã là 350.000 là giá nhà vườn mình bao ship nha cả nhà ha. Mình nhận hàng mình kiểm tra hàng nha cả nhà. Cái này tới lô siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Này góc bứng nè. Này chị sẽ này là mã số 1 đi. Dạ. Cái cặp này là mã số 1 ha, siêu bông Sài Gòn nè. Dạ rồi. Số 1 nè. Cặp này giao lưu là 250 ha. 250.000 cái nha. Để chị đo hoành đi. Mã số 1 của lô siêu bông Sài Gòn nha cái nha. Mình giao lưu theo cặp đi cho dễ ha. Cặp rồi, hoành. Để lấy 6 thôi. Dạ, hoành 6 cái nha. Nè, cũ nè. Dạ rồi. Đây, chiều cao lấy mình lấy bo vô tư luôn. Lấy 40 đi. Lấy 40 thôi ha. Dạ. Đây. Rồi cặp này mình giao lưu như chị? Cặp đó 250 đó. 250 mã số 1 của siêu bông Sài Gòn ha cái nha. 250.000 ha. Rồi. Đế góc vườn nè. Tiếp theo là cái mã số 2 nè. Rồi, mã số 2. Mã số 2 này đẹp ghê luôn. Cái này cũ. Dạ. Ừ. Cái đế này cả nhà. Dạ. Mã số 2 này để chị đo đi. Rồi, còn chiều cao. Lấy 40 nè. Có nút có bóp nè cả nhà ha. Này ngang lấy tầm 25 thôi. Dạ. Còn cái hoành 8 ha. Hoành là 8. Hoành là 8 cũ.
Cây này là giao lưu 350 nè. 350 nè, dạ. Bao ship nè. Rồi mã số 2 của lô siêu bông Sài Gòn nha nhà, là 350.000 ha, giá nhà vườn mình bao ship cho nhà luôn. Đó, mình về mình có thể mình lấy bo mình chỉnh sửa thêm nữa nha. Rồi đây mình là mã số 3 ha. Rồi mã số 3 của siêu bông Sài Gòn nữa nè. Rồi để nơm không cả nhà, góc vườn để nơm không nè. 40 ha. Mình về mình thay lại cái chậu nha. 40.000 này mình lấy 30 thôi. Dạ. 30. Đó, hình thú để nơm nè cả nhà. Thân quanh mình lấy 10 ha. Quanh mình lấy 10 nè. Rồi quanh 10 cả nhà. Cái này mình có duyên ra không? Dạ. Rồi góc này mình vô luôn sao đây chị? Cái này 400 em. Cái này 400 bao ship nè. Rồi 400.000 bao ship cả nhà, siêu bông Sài Gòn nha. Cái này mã 3 ha. Mã số 3. Mã số 3 rồi đó. Đây cả nhà. Rồi, để chị lựa thêm ha, mình quay cho cả nhà tham khảo nè. Đó. Mã số 3 ha. Rồi bây giờ mình tới mã số 4 nha. Mã số 4 này cũng Sài Gòn luôn ha. Dạ, mã số 4 Sài Gòn luôn nữa nha. Rồi cái chột ghép nè. Chột ghép này nó cỡ chừng điếu thuốc á cả nhà. Chột ghép ở trên này cỡ chừng điếu thuốc luôn. Rồi cái này chiều cao chị lấy 50 nè. Chiều cao 50. Tấn ngang lấy 30 ha. Dạ, chiều cao là 50 cả nhà. Cái này nó dáng nó hơi đỏ đỏ nè. Dạ. Nó hơi bay bay qua bên đó ha. Rồi đây cả nhà, gốc này thì mình vô luôn sao đây chị? Cái này 350 cho bao ship mã 4 ha. 350.000 mã số 4 ha. Mã số 4 của siêu bông Sài Gòn. Dạ. Cả nhà mình theo dõi clip thì cả nhà cứ liên hệ chị ha. Mã số của từng lô nó nói chung là mỗi lô thì mình sẽ làm lại cái số mã số ha cả nhà. Đây là mã số 4 nè ha. Rồi bây giờ mình tới mã số 5. Nè, tới mã số 5 nè. Này là một con thú nè. Phải có cái đuôi luôn nè. Cũng siêu bông Sài Gòn luôn ha. Đây rất là độc nè. Dạ. Có cái đuôi luôn ha. Có hai cái chân với cái đuôi kìa. Rồi, mình đóng vô hai chọc đó cả nhà. Đúng rồi. Rồi góc này mình cái này 300 em. 300. Thông số làm sao chị? Chiều cao mình lấy cao chứ. Rồi, mã số 5 nha cả nhà. Cái này chiều cao chị lấy 45 nè. Rồi, tăng ngang. Rồi, ngang chị là chị lấy 25 thôi. Dạ. Rồi chị đo cái nhỏ. Dạ. Hai bo nè. Rồi. Dạ. Cái quanh. Cái quanh gốc nha. Cái quanh này 7 em. Rồi, quanh thân là 7 ha cái nhà. Rồi, ơ cái này. Cái này nó đuôi thú nè. Rồi. Dạ. Rồi, rất là độc ha. Rồi, cái mã số 5 này là 300 ha. Rồi, 300 ngàn cái nhà. Hàng này thì mình sẽ bó bầu mình gửi nha cái nhà. Mình không có gửi chậu xi măng được cái nhà. Cái này nó cũng cứng bầu hết em. Dạ. Này cũng già kìa. Cá nhà mình tham khảo mã số 5 ha, 300 ngàn ha. Rồi bây giờ mình tới mã số 6 nha. Mã số 6 nè, cũng siêu bông Sài Gòn luôn ha. Rồi. Lô này góc vườn cả nhà ha. Góc vườn nó khỏe. Cái này màu thì lớn. Cũ ha. Dạ. 6 nè. Nó quái, còn quấn rễ thì cái đế nó đẹp hơn ha nha. Rồi đây cả nhà. Rồi chiều cao là mình lấy là 45 ha. Chiều cao là 45, tán ngang. Ngang là 35. Rồi. Cái này mình cũng đóng được hai chọc ghép rồi cả nhà. Rồi, quanh của cây này là chị lấy 10 thôi nha. Rồi quanh 10. Cũ nè. Rồi mã này là mã số 6 nha. Cái này tàn của nó rất là đẹp luôn ha. Dạ. Đây. Mình vô dây rồi nè cả nhà. Đó. Góc này mình vô luôn với giá là như cái này 350 em. 350 ngàn. Đây có đế nữa nha. Mình khai thác thêm ha. Cái tàn của nó nè. Rồi đây cả nhà. Rất cái tàn của nó nha. Dạ. Rồi mã số 6 nha. 350 ngàn nha. Tới mã số 7 nha. Dạ. Mã số 7 này cũng là siêu bông Sài Gòn luôn. Dạ rồi. Rồi, chiều cao cái này là chị lấy 50 nè. Dạ. 50. Tán ngang chị lấy 40 thôi. Dạ. Rồi. Hoành là 12, này dạ. Chị lấy 12 thôi ha. Nè. Cái đế này cả nhà. Này lắc ha. Con lắc này ghép hình cũng thú 4 bo ha. 4 bo. 4 bo hả chị? 4 chậu ghép ha. Cũng già. Dạ. Rồi góc này mình vô luôn sao đây chị? Cái này 400 em. 400.000 cái nhà. Dạ. Mã này là mã số Mã số 7 cái nhà, mã số 7 400 ngàn ha. Siêu bông Sài Gòn ha. Rồi bây giờ mình tới cây mã số 8 nha. Cây mã số 8 này cả nhà. Rồi đây cả nhà. Cây mã số 8 nha. Rồi rồi. Ôi ghê không? Mã số 8. Rồi. Cái cây này cái dáng đẹp ha. Ở đây là chiều cao nè. Rồi mình đo thì kiểu như vậy đi. Chiều cao là chị lấy 55 ha. Dạ, chiều cao 55. Rồi. Tán ngang là 30 nè. Nó đổ xuống cái nó co lên nè cả nhà. Đây nè, có cái đuôi luôn. Con cái đuôi luôn. Quanh. Đuôi ghép luôn rồi nha cả nhà. Mã này là mã số quanh 12 nè em. Dạ. Mã số 8. Mã số 8 cả nhà. Quanh là 12. Mã số 8. Rồi đế nè cả nhà. Cái này để tự nhiên vậy nè, đó. Dạ. Rồi góc này mình giao lưu sao đi chị? Cây này chị giao lưu là 650. 650 ngàn thôi. Tại vì cái cây này là mình thấy nó to ha, đi cái vận chuyển nó cũng hơi cực ha. Dạ. Đây. Cái dáng nó 650. Dáng nhìn chiến quá ha. Rồi cả nhà mình tham khảo ha, mã số 8 nha. Tiếp theo là chị giao lưu cái lô là cúc bạch mai ha. Dạ. Cúc bạch mai cả nhà. Cúc bạch mai này già mùa ha. Đây có mặt hoa luôn á cả nhà, cúc bạch mai ha. Quá trời nút nụ luôn. Dạ. Ồ, hàng này thì nhà vườn mình không có xuống lá cả nhà ha.
Rồi cái nhà mình giờ mình mai đâu? già mùa này cũng ít có hàng lắm ha. Dạ. Đây. Rồi cho em tham khảo giờ mã số 1 hả cái chị? Cái này mã số đi này chung một lô nhưng mà chị sẽ ghi mã số luôn ha. Rồi cho cái nhà mình rồi, dễ cái lựa này chọn là mã số 1 đi. Dạ. Mã số 1. Rồi hàng này gốc vườn hết cả nhà. Cái này mình ghép bao lâu rồi chị? Cái này cũng hai mùa hơn rồi em, hai dạ. mùa. Rồi. Mùa. Rồi đo giùm em đi chị, mã số 1. Cái này chiều cao chị lấy 45 nè. Chiều cao là 45. Ừ, tán ngang là 30 nè. Rồi. Hoành của gốc này là 8 nè. Dạ, hoành 8 này là 2 bo ha. Dạ. Đây. Rồi gốc này cúc mình bạch vô mai luôn. Là 500 ngàn một cây ha. Dạ. Là bao ship nè. Rồi. Cúc bạch mai già mùa này ít lắm ha. Dạ. Rồi, đấy mã số 2 ha. Rồi mã số 2. Mã số 2 cũng cúc bạch mai luôn ha. Rồi nguyên cái lô này thì cũng cỡ đúng nhau rồi. Hết cả nhưng nhà ha. Mà chị lựa mã số cho mình dễ chọn ha. Dạ. Chiều cao là 40 ha. Tán ngang là 30. Hoành này chắc cũng 8 luôn nè. Cái bông này cả nhà. 8 nè. Đẹp ha, cái nhà thích bạch mai cái nhà có thể sưu tầm cái này ha. Rồi, mã số 2 nha. Số 2 ha. Rồi. Đồng giá hết luôn hay sao chị? Đồng giá luôn. Dạ, đồng số giá 3 luôn. Nè, đế của nó rất là đẹp luôn. Rồi. Ha. Rồi, này già mùa lắm rồi. Này già mùa rồi. Này về lấy bo là thoải mái luôn ha. Dạ. Chiều cao là 30 ha. Chiều cao 30. Rồi, tán ngang là 25. Rồi. Hoành cây này là 9 nè. Dạ. Chung một lô 8 9 là không à. Dạ. Đây ghép hai bo ha. Kìa. Dạ. Cái mắt trong mắt ghép của nó cũng rất là to rồi nè. Dạ. Rồi cũng đồng giá 500 luôn ha. Dạ rồi. Rồi mã số 4 nè. Rồi mã số 4 đó nha. Cây nào cũng nút nụ nè. Có nút nụ hết cả nhà ha. Này rồi 35 nè. Tán ngang là cũng 25 luôn ha. Dạ. Rồi. Hoành này là đa phần 10 là, đa phần 9, là mình ghép 20. 18 90 luôn. Dạ, đa phần mình ghép 20 ghép cả nhà. Còn cũ dưới đây luôn nè. Dạ. Cúc bạch mai ha. Rồi, đồng giá hết nha. Đồng giá. Rồi, mã số 4 ha. À, số, giờ số 5. Rồi, tới mã số 5. Rồi, mã số 5 đó nha. Củ nè, em thấy hoa nè, mặt hoa gì nè. Cái là không khỏi sợ luôn ha. Đây, dạ. Đó, mặt hoa nè. Rồi, rồi. Cây gì mà hoa của nó nè. Chiều cao là 35 ha. Chiều cao 35. Tán ngang là 25. Dạ. Rồi. Quanh này chỉ lấy 9 thôi. Dạ. Đây, củ luôn nè. Đây là hoa nè. Rồi mình về mình thay cái chậu mình để bàn chơi mini đấy, cái nhà chơi bonsai ha. Mã số 6 ha, cái này mình lấy bo cũng được nhiều nè em. Dạ. Đây. Mã số 6 ha tới là 40 nè. Rồi tán ngang là 25 ha. Dạ. Rồi. Hoành của gốc này là 9. Hoành là 9. Nè. Rồi đây. Nè. Rất là có duyên luôn ha. Dạ. Đây nè, đây là nó có sóng sắn nữa nè, cúc mai nè. Dạ đúng rồi. Nó lờ lờ cho mấy cái ngọn nó nha. Rồi 500 ha. Rồi 500 là 246 mã. Rồi. Rồi bây giờ mình tới mã số cây, số 7 cũng cúc bạch mai. Dạ mã số 7 luôn. Em này nó đế nó quái ha. Rồi chiều cao là 25 thôi. Tán ngang cũng 25 ha. Dạ. Hoành của gốc này là 13. Hoành là 13. Rồi, củ nè. Rồi đây cả nhà. Có gốc này là quái nhất nè cả nhà ha. Rồi gốc này cũng đồng giá luôn không, hay sao? Không, cái này nhiêu chị? Nó, gốc này chị giao luôn là 650. Rồi đúng rồi. 650. Cái gốc đẹp mà cả nhà. Đây cả nhà. Đây nè. Đây nè nó to hơn mà cái gốc nó quái hơn nữa. Dạ. Ghép tới ba mắt bò ha. Rồi. Đây nè. Đẹp cái ha. Chừng một mùa thôi, chừng một mùa thôi. Đó, nhưng mà gốc của nó rất là quái luôn ha. Rồi, mã số 7 là 650 ngàn nha. Mã số 7 là 650 ngàn. Còn những mã kia hồi nãy là, nãy chị nói nhiều chị? 500 ngàn, giá bao ship hết nha. Dạ. Đây nè, hoa của nó rất là đẹp luôn ha. Tiếp theo là một cây bạch mai Thái ha. Dạ. Rồi, cho em xin thông số đi. Rồi. Bạch mai Thái nha. Chiều cao là 50 nè. Tán ngang là mình lấy 40 thôi ha. Dạ. Cây này ghép được hai bo cũng già mùa luôn rồi. Cây này là hoành chính nè. Dạ. Hoành chính. Hoành là chính. Rồi. Đủ nè. Dạ. Cây bạch mai Thái nha. Đây dạ. Có hoa là về cho cô chú anh chị mình test mặt hoa. Cây này thì lấy bo hơi bị bộn bo cái cả nhà ha. Gốc này thì mình giao luôn sao đi chị? Cây này 700 em. Rồi, bạch mai Thái mã số 1 ha cả nhà, 700 ngàn ha. Giá mình bao ship mình bỏ bầu mình gửi cho cả nhà nha. Nói chung là dòng bạch mai thì giá nó hơi nhỉnh hơn xíu nha. Dạ, tại vì nó nuôi lâu lắm đó nha. Đúng rồi. Cái nhà mình tham khảo ha. Bạch mai Thái. Tiếp theo là tới bạch mai đọt đỏ ha. Dạ. Bạch mai đọt đỏ này chị lấy mã số 1 đi. Rồi, bạch mai Thái có 1 cây hả chị? Hai Thái cây. Dạ rồi. Đọt đỏ nè. Rồi bây giờ mình tới đọt đỏ, bạch mai đọt đỏ. Mã số 1 ha. Dạ. Đây. Cây này lùng lùng mà tàn đẹp ghê luôn. Cái này là chiều cao chị lấy 30 ha. Dạ. Tán ngang 30 luôn. Dạ rồi. Rồi. Hoành của cái gốc này là 8 nè. Dạ hoành là 8. Hoa nè. Hoa nè. Rồi bạch mai đọt đỏ nha. Cái này chị để 250 thôi. 250 ngàn cả nhà. Rồi 250 ngàn mã số 1. Rồi mã số 1 bạch mai đọt đỏ cả nha. Rồi tiếp theo chị. Mã số 2 nè. Mã số 2 cũng là bạch mai đọt đỏ luôn. Dạ. Mai đọt đỏ này chị cũng giao lưu là 250 luôn nè. Dạ. Rồi chiều cao là 50 ha. Cái này tán ngang là 25 nè. Rồi. Rồi.
Hoành của cây này chị lấy 7 thôi. Dạ. Mà cũ nè. Ừ. Cái này về lấy bôi được nhiều nè. Dạ. Rồi cũng đồng giá luôn ha. Mã số 2 cặp này đặc đỏ ha. Rồi, đồng giá luôn. Mã số 3 đi. Dạ. Rồi một em này nhỏ nhỏ xinh xinh ha, nhưng mà rất là quái nè. Ừ. Để quái ha. Cái ghép cũng già rồi nè ha. Dạ. Cũng là bạch mai đặc đỏ nè. Rồi, cái bông nè cả nhà. Ừ. Rồi, chiều cao là chị lấy 40 ha. Tán ngang là 30. Dạ. Rồi, cái này không chắc không có đo hoành được đâu. Dạ. Khoảng mình để tay vô ướm cho cả nhà mình tham khảo đây. Đó. Gốc này thì cái này cũng 250 luôn. 250.000 đế nó quái cả nhà ha. Ừ. Bạch mai đọt đỏ nha, mã này là mã số mấy chị, mã số 3 hả chị? Mã số 3. Dạ, mã số 3 cả nhà. Mã số 4 ha. Dạ. Mã số 4 này cũng là bạch mai đọt đỏ luôn ha. Dạ. Đây. À. Đế nó quái không? Rồi, cho thông số luôn nè. Dạ. Chị cam lấy tới đây thôi. 40 em. Chiều cao 40. Tán ngang thì lấy 25 thôi. Dạ, chiều cao 40, tán ngang 25 cả nhà. Còn này là 8 đi, chị lấy 8 thôi. Rồi. Thôi cũ quá tới cũ luôn. Trời. Chị để nè. 35 em. Cũ này 35 ha. Gốc này giao luôn sao chị? Cây này chị giao luôn là 350. 350.000 cả nhà. Đế nó quá đế luôn. Rồi. Dạ. 350. Rồi, khúc đọt đỏ ha. Bạch mai đọt đỏ nha. Bạch mai đọt đỏ nha. Rồi. Cho thêm một em này nữa đi. Em dạ. Này cũng cũng bạch mai đọt đỏ luôn ha. Ừ. Rồi. Rồi, mã này là mã số. Mã số 5. Rồi, 5 mã. 5 mã đọt mai đọt đỏ. Ừ. Rồi. Quá tí rồi cả nhà, bông nè. Cả nhà thích bạch mai thì nghiên cứu 35 ha. Rồi. Tháng ngang chị lấy 30 thôi. Dạ. Rồi. À hoành này là 10. Này, cậu. Rồi hoành là 10 cả nhà. Đây cả nhà, hoành là 10 ha. Rồi góc này giá luôn sao chị? À, cây này là chị giao luôn 250 thôi. 250 cái đế này cả nhà. Đó là mã số 5 nha, của cái lô bạch mai đọt đỏ cả nhà ha. Dạ. Còn búp xanh nhiều lắm nè. Tiếp theo là cây hoa hồng Thanh Tú ấy, cô chú anh chị. Dạ. Cái mã số 1 đi, mã dạ. Số 1 nè, chiều cao là 45. Tán ngang. Tán ngang chị lấy 50 thôi. Dạ rồi, mình ghé góc vườn nè cả nhà. Rồi. Cái hoành này là 13 ha. Dạ. Đây nè. Chộp nè, này khoảng 3 mùa nè. Rồi, để em quay cái chậu ghép cho cả nhà mình tham khảo đây cả nhà, cái chậu ghép nè. Rồi, cái gốc này thì mình vô luôn sao đây chị? Cây này hả? Cây này chỉ giao lưu 750 thôi. 750.000 cả nhà. Đó, cả nhà mình tham khảo một vòng cái nè. Cúc hoa hồng Thanh Tú nè cả nhà, cái đọt nó đỏ đỏ nhìn dễ thương, cái bông nó nhìn cũng cưng lắm cả nhà. Đây nè. Cái này già mùa dữ lắm đây nè. Dạ. Chuẩn bị ra thêm một cây nữa nè. Ra thêm một cây mới nè. Dạ. Cái lọc non nó đỏ tươi cả nhà. Ừ. Đó, cả nhà mình tham khảo ha. Đế của nó. Dạ, mã này là mã số 1 của cúc hoa hồng Thanh Tú cả nhà. Tiếp theo thì mình tới mã số 2 của cúc hoa hồng Thanh Tú nha. Mã số 2 cái ha. Này thì cái form nó lùng hơn nè cả nhà. Rồi, chiều cao này là chị lấy cho 45 luôn ha. Dạ. Rồi, tán ngang là lấy 55. Dạ. Rồi. Cả nhà, cái này mình phải dạch lá lên xíu nè, cái dọc ghép mập ghê. Này cũng 3 mùa luôn. Dạ. Nè. Nó cũng cỡ với cái cây nãy cả nhà. Cũng khoảng 12 13 chị. Rồi. Cái hoành. Hoành chị lấy 13. Hoành là 10. Hoành là 13. Góc vườn hình thú nè cả nhà. Này khoảng 3 mùa luôn. Dạ, cái này nó nằm sát luôn cái miệng chậu luôn nè cả nhà. Cái này cũng đồng giá 750 luôn nè. Dạ, 750.000 luôn ha. Hoa hồng Thanh Tú nè cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo một vòng cả nha. Đây cả nhà mã số 2 ha, của cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Nó rất là đẹp. Dạ. Tiếp theo là cái mã số 1 của lô Bình Lợi của chú anh chị. Dạ. Bình Lợi này gốc trung ha. Cái đế này cả nhà. Không biết bao nhiêu chân luôn á. 40 ha. Dạ. Cao là 40, tán ngang là 40 luôn ha. Tán ngang là 40 luôn. Ghép được 3 bo. Mình ghép được 3 chột rồi cả nhà. 15 ha, hoành 15. Wow, hoành cái chỗ đó là 15. Rồi. Nó phủ nguyên cái nhà. Củ này là 75 ha. 70 dạ. Cho 72 ha. Đây. Rồi, cả nhà mình tham khảo cái đế nè. Đây, cái đế này. Ghê chưa? Để em để cái tay vô cái nha. Rồi, đây cả nhà. Bình Lợi này mình gọi là Bình Lợi mã số 1 đi hả chị ạ? Ừ. Bình Lợi mã tại số 1. Tại vì mình có ghi giá, miễn cô chú anh chị nào chốt thì đọc luôn cái giá cho mình ha. Dạ. Để mình biết mình chốt cây. Rồi đây, đây mã số 1 Bình Lợi ha. Ừ. Kì cái đế quá tới cái đế hình bạch tuộc nè cả nhà ha. Rồi góc này mình vô luôn sao đi chị Hạnh? À cây này mình giao lưu là 650 đi. 650.000 cả nhà. Dạ. Cây Bình Lợi bạch tuộc 650.000 nha. Đúng đế luôn cả nhà, đế đúng đẹp luôn ha. Rồi. Ừ, cả nhà tham khảo ha. Rồi tiếp theo mình tới mã số 2 nha. Mã số 2 cái nhà ơi. Cây này cái đế cũng quá tí cái đế nè. Mã số 2 này hàng chậu nha. Dạ. Hàng chậu nè. Ôi bo nhiều dữ à. Cái này rồi, chiều cao cái nhà. Chiều cao là 62 đi. Dạ, chiều cao 62. Rồi, tán ngang là chị lấy 45 thôi. Dạ, tán ngang là 45. Ghép được 6 ha. 6 chậu ghép hả chị? 6 chậu. Dạ. Rồi.
Đây bò đã luôn cả nhà, cứ mắt lá bò là không biết bao nhiêu bò ha cả nhà. Cái này xu... 14, quanh 14 ha. Giờ mình xu được cái gốc nữa nè. Đó, quanh là 14. À, chậu này chậu chắc chậu 3 hả chị? Chậu 3, 3 rưỡi gì ha? 3 rưỡi. Ừ. Nó nằm giáp cái chậu 3 rưỡi luôn nữa nha. Hàng này mình cũng bó bầu mình gửi cho cái nhà, mình không có gửi chậu xi măng được ha. Rồi, cái này là 1 triệu rưỡi ha, với bao ship ha. Dạ. Mã này là mã số 2 của bình loại nha cả nhà, 1 triệu rưỡi ha. Hàng này là hàng lớn rồi ha. Dạ. Ừ. Rồi, nè bo nè, lấy hàng được rất là trung nhiều rồi, chứ chúng chưa lớn lớn còn nữa ha. Ừ, đây. Rồi đây thấy nha, bo lấy được nhiều ha, bây giờ mình đôn lại ha, mình vô dây mình sửa tay cành này, rồi tết đó, mình chơi tết ha. Rồi mã số 2 này một là 1 triệu rưỡi nha cả nhà. Rồi mã số 3 ha. Dạ. Cũng là bình loại luôn. Đế đẹp không rồi cả nhà, đế nôm không ha. Rồi dáng hình thú nè. Rồi. Rồi cái chiều chắc mình đo theo chiều bay của nó ha chị. Ừ, ừ. Chiều bay đi. 50 ha. Rồi chiều bay 50, 8 ngang. 8 ngang là 40. Dạ. Rồi. Rồi cái hoành cái nha. Hoành này là 14. Dạ rồi. Cái này có chân trước luôn rồi. Cái này cũng ghép 5 bo ha. Dạ, ghép 5 chọc nữa nha. Về mình vô dây lại ha. Cái này phát triển rất là khỏe luôn ha. Dạ. Rồi cái này cũng đồng giá luôn, 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi cái nha. Chân trước. Dạ. Rồi mã này là mã số 3 nha cả nhà, của lô sư bông bình loại ha. Mình tới mã số 4 nha. Mã số 4 này cũng bình loại luôn ha. Cái này nó sổ như cái nôm khoảng chừng 25 luôn á nha. 65 nè. Cái dốc nôm á. 8040. 8040. Rồi hoành thân. Hoành của này là chỉ lấy 17 thôi. Hoành là 17. Dạ. Rồi. Rồi mình đo cái chỗ cái cổ cái nữa ha. Ừ. Cái cổ này 13 đi em. Dạ cái cổ 13 đi. Ừ. Rồi. Nguyên cái bộ đế này cả nha. Cái cổ này 65 nha. Rồi. Này có cái đuôi sao luôn ha. À có cái đuôi sao đây ha chị. Hai bò. Đây cái đuôi sao này cả nhà, mình dép luôn rồi ha. Rồi bình loại mã này là mã số mã số 4 em. Mã số 4 cả nha. Số 4 ha. Cái dốc nôm nó khoảng chừng 25 không chị? Chắc cũng cỡ đó. Dạ, cỡ đó ạ. Cỡ đó hơn á. 25. 25 luôn ha. Rồi. Hay quá. Rồi, gốc này mình vô luôn sao đây chị? À, cây này 1 triệu, cũng 1 triệu 6 đi. 1 triệu 6. Cái bộ đế nó khá hơn quá ha. Nó nhín hơn xíu nè. Dạ rồi. Rồi mã. Rồi cái nhà mình tham khảo nha cái nhà. 4 ha. Tiếp theo mã số 5 ha. Dạ. Mã số 5 này cũng là một cây số bông bình loại luôn ha. Dạ rồi. Rồi, chiều cao là 60. Rồi, tán ngang là 35 ha. Dạ. Rồi, cái này chắc chung một lô nữa luôn chứ. 13. Hoành là 13 cả nhà. Này ghép 5 ha. Ghép 5 chọt hả chị? Đây cái đế này cả nhà. Đó. Rồi hôm nay mình vô luôn sao đây chị? Cái này chị giao luôn cũng 1 triệu rưỡi luôn ha. 1 triệu rưỡi. Cái đế đẹp. Cái nhà cứ an tâm cái bình loại này mà tới Tết tới là nhìn nó không ra cái cây này đâu. Bình loại nó rất là mạnh cả nhà. Nó phát triển nè. Nó mạnh lắm. Rồi khi nào đi có ship cây thì chị cũng vô dây hết ha. Rồi. Hàng này là chơi Tết tới năm tới là vô tư, bảo đảm luôn cả nhà ha. Màu lớn lắm. Rồi mã số 5 nha. Mã số 5. Tới cái lô Nhị Ngọc Toàn ha. Dạ. Nhị Ngọc Toàn này là chị ghi là mã số 1 ha. Dạ rồi, mình khởi động lại mã số nha. Chị chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Tán ngang giờ chị lấy 25 thôi. Dạ. 25. Này ghép được 3 bo ha. Dạ. Quành của gốc này là 13. Dạ rồi. Rồi. Rồi, cái nhà mình về mình cũng lấy bo đã luôn rồi ha. Đây, mình ghép được 3 chọc rồi ghép rồi cả nhà. Rồi, Nhị Ngọc Toàn mã số 1 này. Cây này chị để 650 thôi. 650 ngàn cả nha. Rồi đây cái nhà mình tham khảo cái đế cái gì nha. Mã này là mã số 1 nè, 650 ngàn nha ha. Góc vườn mà để nôm không ha. Rất là khỏe luôn ha. Dạ. Đây là những cây rất là khỏe luôn nè. Đây nè. Dạ. Tiếp theo mã số 2 ha, cũng là một cây Nhị Ngọc Toàn luôn ha. Rồi. Chiều cao là 45. Tán ngang. Tán ngang là 30 ha. Dạ. Rồi. Vành cổ đi. Vành này là 13 ha. Vành là 13. Lô này cũng vành. Đây là một con thú ha. Dạ. Rồi góc này quái ghê cả nhà này ha. Chắc không có góc nào giống góc này đó nè. Cái chân nhìn như quái vật. Rồi góc này mã số 2 mình vô luôn sao đi chị? Cái này 1 triệu 7 nha. 1 triệu 7 cả nhà. Cho em xin một vòng. Ha. Dạ cho em xin một vòng nữa đi chị. Đây cả nhà, hàng này mình cũng bó bầu nha. Trời ơi. Nhìn như quái vật. Theo mã số 3 là cũng là một cây Nhị Ngọc Toàn ha. Dạ. Rồi chiều cao của cây này là 45. Chiều cao 45. Tán ngang là 30 ha. Dạ rồi. Rồi, hoành của gốc này là 15. Dạ, hoành 15 cái nha. Cho bộ đế nè. Ôi ôi. Đó. Cái này xây là chị giao luôn 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi bao ship. Dạ, 1 triệu rưỡi bao ship. Cái này
năm ha, được năm chục, được năm này cho ghép rồi nha. Đó. Ừ, rất là đẹp luôn, triệu rưỡi nha. Cái này giống như mình chơi kiểu bonsai rất là đẹp luôn. Ôi ôi triệu rưỡi nha. Dạ. Ừ, ơi bằng say khô nhất nha. Rồi tiếp theo là nghị một toàn mã số 4 ha. Dạ. Rồi cái này quá nhìn ôm tùm quá ha. Ừ. Cái này ha, chiều cao 50 ha. Chiều cao là 50 cái nha. Tán ngang là 40. Dạ. Này là chị xã. Rồi hoành. Hoành là 16 đi. Dạ hoành 16. Từ hang nè. Cái đế này cái nha. Nè, ở đây thêm chọp nữa nè. À, đây có ghép làm luôn nè. Nó có cái đuôi nữa cái nha. Đây nè, chứ phải được gần cái sông luôn ạ. Quá thiệt. Đây nè. Rồi, đế nôm không cả nha. Rồi, nhìn y chang cái nôm vậy đó. Rồi góc này mình vô luôn cây sao chị? Cây này 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6, dạ. Nhị ngọc toàn cái nhà mã này là mã số 4 nha. Tiếp theo cũng là một cây nhị ngọc toàn ha. Dạ. Toàn mã số 5. Rồi chiều cao là 55 ha. Dạ. Rồi tán ngang là 40. Rồi. Hoành là 15. Rồi hoành 15 cái nha. À cũng. Đây. Hết cái chậu luôn rồi. 79. 79. Rồi cả nhà mình tham khảo một vòng nè cả nhà. Đó. Rồi gốc. Bồ đế quá đã luôn á. Nãy giờ đa phần là gốc vườn mà cũng bồ đế đẹp không cả nhà. Bốn chọc luôn ha, 40. Rồi gốc này mình vô luôn sao chị? Cái này 1 triệu 7 ha. Rồi 1 triệu 7 giá mình bao ship nha cả nhà. Rồi. Cả nhà nhớ nhận hàng kiểm tra hàng đúng như mã số trên clip nha. Có gì liên hệ chị ha cả nhà. Số điện thoại mình để bên góc trái màn hình bên đây nè cả nhà ha. Có Zalo luôn nha. Cuối clip thì cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ kênh, theo dõi kênh cũng như ủng hộ clip ha. Dạ. Dạ. Cũng xin được ủng hộ qua số điện thoại là 0396 730 115 ha. Dạ. Xin cảm ơn và xin chào. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.